việc rất hiếm có ở thời buổi chúng ta nữ cư sĩ lưu tú dân đã làm tấm gương cho ta khi bà tu thành xong chúng ta mới biết về bà xem cd bà báo cáo việc tu hay trả lời phỏng vấn của ký giả tôi không rõ bà học ai vì bà chẳng nói về sau mới được nghe bà có một bộ cd ghi những lời giảng thời gian đầu của chúng tôi ở thư viện cảnh mỹ chắc là lần thứ ba hay lần thứ tư giảng về vô lượng thọ kinh trước kia chúng tôi đã giảng mười lần khi đó do không được đọc chú giải của niệm lão tôi giảng y theo bạn chú thích đầu trang của thầy lý à, nữ cư sĩ đã có băng ghi âm kia chắc là do có người thu vào cd nên bà có bộ cd kể trên Mỗi ngày bà nghe 10 tiếng đồng hồ Bà nắm bắt một câu trong kinh Phật Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Bà giữ chắc câu này Quyển kinh này Chẳng nghe và cũng không tiếp xúc gì khác Mỗi ngày 10 giờ Thực tế 10 giờ thì bà nghe một CD một giờ trong một giờ nghe mười lượt Nên nghe một biến thành ra mười biến Nghe hết rồi thì nghe lại từ đầu Ngày nào cũng vậy Trong suốt mười năm Lúc không nghe giảng kinh Thì bà niệm A-di-đà-phật Bà mắc chứng bệnh lao da ban đỏ mà chẳng dùng thuốc đã tự khỏi chẳng có vết sẹo nào người đông bắc cho dù có khỏi bệnh ban đỏ da cũng không hề hết sẹo vậy mà bà chẳng có vết sẹo nào mười năm dụng công thực hành chỉ một bộ kinh Bình thường chúng ta thì khoảng 3 đến 5 năm sẽ được niệm Phật tam muội Chắc chắn bà đã được. Sau khi được niệm Phật Tam muội rồi, thì khoảng 3 đến 4 năm sẽ được khai ngộ. Vì sao thế? Vì giữ quy củ, đây là trì giới. Nhờ giới mà được định. Bà đã định được rồi, Nhờ định mà mở huệ Bà đã khai ngộ rồi Tuy chỉ tu một bộ kinh Nhưng bà nói rất hay Khi có người mời bà giảng kinh địa tạng Bà đã giảng rất hay Bất kể bộ kinh nào bà chưa từng được học Nhưng nếu được mời giảng Bà đều giảng, ranh rẽ Đấy là thông một bộ kinh Thì tất cả kinh đều thông Cảnh giới ngộ của bà chúng ta không biết Nếu chẳng đại trị đại ngộ Thì cũng phải là đại ngộ Bà bảo giờ bà chẳng còn chướng ngại Tôi hỏi có chắc được dạng sanh Bà bảo có Lúc nào cũng được Phật Bồ Tát cần đưa bà lại trên thế gian để làm gương cho pháp môn thì bà ở lại thêm vài năm. Chẳng sao cả, bà có thể ở thêm vài năm. Tấm gương hay biết bao. Chỉ 10 năm mà bà đã tu thành thì ai cũng có thể tu thành. Người ta hỏi bà làm cách nào để thành công. Bà chỉ nói sáu chữ. Thật thà, nghe lời, nghiêm túc làm sáu chữ này là bí quyết chung của tất cả những kẻ thành công xưa nay ở khắp nơi đều như vậy người không thành tựu đều do tự thấy mình thông minh nên thật thà vô cùng khó Thầy Lý luôn luôn nói với tôi Cả đời ông học cách thật thà Mà học mãi cũng chẳng giống Đủ biết thật thà không dễ Ông luôn nói Đại trí nếu ngu Chữ nếu ngu này rất khó học được học thông minh thì dễ học thật thà không dễ